Tốn mà đi thôi, kệ nó, có cái gì cũng được. Thật ra là quan trọng là do cái cân bằng của mình thôi. Mình đừng có sợ, nhưng mà nếu mà tốc độ nhanh hơn tí xíu thì sẽ ok. Đó, ha. Hello chào mọi người, vừa mới về cái đồ chơi mới luôn. Cái đồ chơi này là một cái xe thăng bằng. Nhưng mà xe thăng bằng này là một cái thế hệ đời mới. Mình mua nó với mục tiêu là chỉ là để đem ra huấn luyện các học viên khi mà chạy xe. Tại vì mỗi lần mà đi bộ trong sân đua hay gì nó mệt lắm, mỏi lắm, mệt mỏi chân lắm, già cả rồi. Thì cái bảng này nó có một cái hay là đó, sao là mình có thể ngồi trên đó và thoải mái để mà điều khiển cũng được, chứ không nhất thiết là phải đứng giống như những cái loại khác. Thì đây là một cái loại mà cải tiến nâng cấp. Thì ngoài cái chuyện mà nó có cho mình cái phần bàn ngồi ở đây, thì nó có một cái thanh khác để mình kẹp hai giữa giò để mình chơi. Thì ở cái mẫu này á, nó cái điểm rất là hay đó chính là cái xe có thể tự động cân bằng. Chẳng hạn bây giờ khi mình tắt nó đi, thì khi mà bình thường nó không sử dụng nó sẽ ở như thế này. Đấy. Và khi mình sử dụng mình chỉ việc bấm nút và mình dễ đứng nó vậy là tự động nó sẽ cân bằng. Và việc cân bằng như thế này nó sẽ giúp cho mình rất là dễ dàng khi lên xe. Mình có thể lên xe, nó không giống như những xe khác là mình lên mình sẽ sợ té hay gì. Thì lên trên đây mình có đứng cho dù mình nhúng tới nhúng lui hay gì nó cũng sẽ tự cân cho mình. Và cái chuyện mà lái cái này nó giống như là mình cầm cái joystick chơi game á. Chẳng hạn như mình bẻ nó qua bên trái thì nó sẽ quay trái, mình đẩy nó qua bên phải nó sẽ quay bên phải, rồi mình nghiêng người tới trước nó sẽ chạy tới, ngã người về sau nó sẽ đi lùi. Rồi nó quá tuyệt vời. Và chẳng hạn như giờ mình sẽ thử ngồi ha, mình chỉ việc ngồi xuống. Rồi nếu mà mình ngồi mình muốn di chuyển thì mình có thể bẻ cái đùi của mình qua lại đó, mình bẻ cái đùi mình qua lại, hoặc là mình nghiêng người tới trước là xe nó sẽ đi. Thì điều này là khi mà mình huấn luyện mọi người, mình có thể là đi di chuyển tới lui trong xa hình và sẽ đỡ mất công mất sức mình ha. Nó cũng phù hợp cho cái huấn luyện viên đó đó. Và chẳng hạn như đang chạy mà mình muốn không xài nữa, mình chỉ việc nhảy bỏ ra rồi xong. Mình có thể dắt nó đi dạo như dắt chó đi dạo cũng được đó. Chẳng hạn như dắt chó đi dạo, người ta dắt thú rồi mình dắt máy đi dạo, rất là dễ chơi. Mà người lớn, người nhỏ, người trẻ, người già gì đều có thể chơi được, rất là đơn giản. Và nó có cả kết nối Bluetooth nữa. Nhưng mà mình thử kết nối với Bluetooth thì nó chỉ có chỉnh những cái thứ như là chỉnh màu đèn, chỉnh tốc độ ABCD các kiểu thôi. Và nó còn có cái tính năng có thể là kết nối để nghe nhạc trên đây nữa, nhưng mà mình chưa có thử. Và mình có thể nâng cái chiều cao của cái tay lái này lên hoặc xuống, hoặc là tháo hẳn ra luôn, tùy mình. Đó, có thể nâng cao hơn tùy mình. Còn với cái yên á, thì vì nó bắt buộc phải mở bằng 4 con ốc để có thể nâng chỉnh, nên nhất định là mình phải tháo này ra mình nâng cao lên. Nếu mà mình nâng ở mức cao nhất á, thì là mình ngồi vừa. Nhưng mà mình đang chỉnh cái mức này để cho con mình có thể chơi được. Đó, còn không mình có thể hạ tay lái thấp xuống để mà dễ cầm theo cái mức. Đó, ai cũng chơi được. Mình còn quên chưa cả lọc tem nữa. Nói chung là hai cái bàn đạp bên đây á, nó không có gì cả, nó chỉ là để lên cho nó mềm chân thôi, chứ nó không phải giống như mấy cái kia là nó sẽ là cảm ứng hay là gì hết. Đó, tuyệt vời chưa. Và dắt cắm sạc của nó thì nằm ở đây. Đấy, dây cắm sạc của nó thì ở đây. Phía đằng sau nó có nguyên cái dãy đèn led nè. Và phía đằng trước nè. Phía đằng trước thì là nó có báo hiện tín hiệu pin nè, báo đang kết nối Bluetooth nè, và có thể bật tắt đèn. Hai tắt đèn ok hết. Bánh này thì nó là xài bánh bơm hơi nha, có nghĩa là có van vòi hết. Đây, có van vòi phía bên trong đây, có van vòi để bơm hơi ở đây. Bánh này là bánh loại bản to, chạy địa hình rất là đã. Mình hồi nãy mình đã thử chạy rồi, một lát mình sẽ chạy thêm cho mọi người coi. Rồi bây giờ thay vì mình chạy, mình sẽ đưa cho nhân viên của mình chạy để coi ảnh xào chạy như thế nào. Rồi Hải, Hải này nãy giờ chỉ mới được chạy thử xe nó khoảng tầm 10 phút 15 phút để xem các kỹ năng của ảnh sẽ ra làm sao ha. Đó, cũng khá là đơn giản, chỉ ngã người tới và tới thôi. Đó, nếu có hố thì cũng không sao cả, nếu có hố thì chỉ việc bỏ xuống nhảy lên, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi thử mà đi tốc độ thử coi, coi chừng té sấp mặt nha. Đó, nó cũng đơn giản. Đúng rồi, không có gấp được đâu, tại vì mình đã chỉnh cái chế độ nhạy của nó lên rất là nhạy. Cái xe hiện giờ sẽ rất là nhạy. Có lẽ một hồi nữa mình sẽ giảm bớt cái độ nhạy của nó, tại vì khi mà mình xử lý nhạy quá thì nó sẽ bẻ lá hơi lẹ. Đúng rồi, nó quá nhanh, nó quá nhạy. Nhưng mà cảm giác đi trên nó rất là êm, nó rất là cân bằng. Có thể là cái loại bánh của nó là bánh có hơi á, vậy nên khi mà mình di chuyển nó sẽ cân bằng, nó sẽ êm hơn. Giờ mình sẽ thử đi ra đây, đi camera đi ra đây, thử coi
cái tay nài của mình có thể vượt qua bãi cát này một cách nhẹ nhàng không nha. Đó, mình sẽ đi cắt ngang qua chỗ bãi cát này. Rồi, tới đó dừng lại nè, chuẩn bị nè. Rồi, dừng lại, quẹo đây. Rồi, mình sẽ đi rất là nhẹ nhàng qua, đi từ tốn thử coi, ráng giữ thăng bằng coi. Ôi, tay nài của chúng ta là vẫn còn hơi yếu. Tiếp tục. Cảm nhận thăng bằng chưa tốt. Tính ra mấy anh em nhân viên tiệm nhà tôi cảm nhận thăng bằng có vẻ còn hơi tệ. Không có rồi đâu. Đấy, nhìn nè, bước xuống nè. Bước xuống nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó lên đây lại. Rồi, không có gì khó chơi cả. Đến con. Rồi, cứ từ tốn mà đi thôi. Kệ nó, có cái gì cũng được. Thật ra là quan trọng là do cái cân bằng của mình thôi. Mình đừng có sợ quá là được. Đó, nhưng mà tôi đến khi cuối cùng này tôi vẫn hơi bị dấp một tí. Tôi sẽ thử lại một lần nữa nha. Nhiều khi nếu mà do các bạn là do các bạn buông thôi. Đó, cái này lỗi là do tôi. Khi mà tôi bị ngã người ra làm sao. Đó, có nghĩa là do tôi không có giữ cân bằng tốt. Đó. Rồi, chẳng hạn như nếu mà tôi giữ cân bằng tốt thì nó sẽ vẫn cứ tiếp tục đi tới thôi. Tính ra tôi chỉ tốt hơn kia một tí. Bây giờ thử lẹ thử lại qua nha. Coi thử coi tốc độ nhanh hơn thì sao. Ồ, với tốc độ nhanh hơn á thì nó sẽ ổn hơn. Khi mà đi chậm quá qua nó rất là dễ kiểu như là mình bị sượng lại, cái mình dễ mất thăng bằng á. Nhưng mà nếu mà tốc độ nhanh hơn tí xíu thì sẽ ok. Đó ha. Tốc độ nhanh hơn tí xíu. Bí kíp đó chính là khi mà đi qua địa hình là tốc độ nhanh hơn tí xíu. Thôi tốt nhất là tôi dắt chó đi dạo. Cái này chứ phải tập luyện nhiều. À, vừa mới mua và khui thùng đem ra luôn. Hai cái bánh hai bên nó rất là đẹp. Màu sắc nó rất là đẹp. À, mà bây giờ cameraman sẽ thử đứng lên trên xe để coi thử đi quay phim luôn nè. Rồi, cameraman thử lên trên xe quay phim coi nó êm tới mức nào nha. Đó, cameraman là đang cầm bằng hai tay. Đó, lên luôn. Rồi, đi tới đây quay anh nè. Rồi, thử xem cái độ mượt nè. Đó, cầm bằng hai tay đi. Đúng rồi, đi tới đây thử coi mướt không. Thử coi mướt không nè. Rồi, di chuyển đều hơn nè. Cameraman di chuyển đều hơn. Một tốc độ đều luôn, giữ đều đó luôn, giữ đều đó luôn. Ồ, có vẻ rất là mượt. Cái độ chống rung của cái xe này cũng rất là mượt trên đường. Đấy, mình nghĩ là cái này có thể là thiết kế vào một cái chuyện chẳng hạn như là để chuyên đi quay phim cũng được. Đó, quay những cảnh mà cần phải có dolly thì mình có thể sử dụng cái này để thay thế dolly luôn. Nó là cái dolly động có thể lái được luôn. Đó, tuyệt vời. Dĩ nhiên là tốc độ tối đa quay của nó chỉ khoảng 15-20 km một giờ thôi. Thì những cảnh nào bình thường thì ok. Rồi, với một cái giá 4,5 triệu cho một cái thiết bị chơi này và có thể chơi được tới khoảng 120 phút liên tục thì tôi nghĩ đây là một cái cực kỳ thú vị và hấp dẫn, rất là hay ho. Và mình đã tự đặt order bên Trung Quốc về. Mình lựa cái thương hiệu tốt nhất mà cái thể loại dòng này. Nó có tặng kèm cả cái đồ để mà mình lái bằng chân nữa. Nghĩa là kẹp chân chứ không cần ngồi. Hy vọng là mọi người có một cái tham khảo review tốt về nó. Chào mọi người.